Xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, Minh Huy cũng mới vừa về một chiếc xe Toyota Vios. Thì chiếc xe này còn rất là đẹp cho nên là Huy sẽ tranh thủ quay lên cho các chị và các bạn xem. Tuy mới về nhưng mà về ngoại thất thì Huy thấy không có bị trầy xước đâu cả. Còn rất là liền lạc, rất là đẹp luôn, màu trắng. Xe này thì được chủ xe mua xe tại Toyota Bến Thành vào tháng 11 của năm 2019. Thì xe này sản xuất vào 2019 rồi. Nhưng mà mới đi được có 15.000 cây số thôi các bạn. Odo chuẩn luôn. Chủ xe bảo trì bảo dưỡng tại hãng cho nên là về chất lượng của xe cũng như là về cái lịch sử bảo trì bảo dưỡng của xe, cây số xe thì bên Huy cam kết là Odo chuẩn. Xe vẫn còn được bảo hành hãng đầy đủ luôn. Cho nên là có bất kỳ những vấn đề gì các anh chị và các bạn có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc để kiểm tra bảo hành nếu như mà sản phẩm bị lỗi. Và chiếc xe này Huy sẽ quay cho các anh chị và các bạn xem chi tiết hơn về phần ngoại thất của xe. Sau đó thì Huy mời các anh chị và các bạn cùng với Huy đi xem phần nội thất bên trong của sản phẩm. Xe này thì chủ xe đã phủ gầm mà tại hãng khi mà mới mua rồi cho nên là mình về mình cũng không phải làm bất kỳ vấn đề gì về vấn đề gầm. Còn về phần phụ kiện thì chủ xe cũng gắn cũng khá là nhiều. Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng với Huy xem chi tiết ha. Phần ga lăng thì ở phía dưới phần ga lăng thì có cái ốp mặt rơm với hai cái ốp đèn cản hai bên các bạn, cũng khá là đẹp. Thì đây là cái mẫu cũng mới của Toyota Vios các bạn. Vào cuối năm 2018 thì Toyota đưa ra cái mẫu này Vios này thì khi mà đưa ra thì cái số lượng mà xe bán ra trên thị trường là đứng top đó các bạn, top đầu luôn nha. Về cái kiểu dáng thì nhìn rất thể thao gọn mà đẹp nữa các bạn. Thiết kế thì không quá cầu kỳ nhưng mà nó giúp cho cái chiếc xe nó trẻ trung hơn, nó năng động hơn, nó được nhiều khách hàng ưa chuộng và chọn lựa hơn. Đèn thì sử dụng đèn bi nè, có đèn chiếu sáng ban ngày. Thì đây là cái phiên bản mà gọi là phiên bản cao cấp nhất của dòng Vios các bạn, số tự động vô cấp. Và sản phẩm này thì mới đi được có 15.000 cây số thôi các bạn, cực kỳ là đẹp. Cho nên các bạn có thể xem qua về phần vỏ xe này. 15.000 vỏ xe còn nguyên bản cho xe còn rất là dài luôn. Còn năm sản xuất đây là tuần thứ 34 của năm 2019, đó là gần cuối 2019. Bố trước là bố đĩa, bố sau cũng là sử dụng bố đĩa luôn. Đó, gương thì có chế độ gập gương rồi chỉnh điện, gương chỉnh điện rồi tích hợp đèn báo rẽ đầy đủ. Xe này thì chủ xe có dán phim cách nhiệt. Thì một điểm nữa là chủ xe có dán cái miếng mà chống ấm nước các bạn ở trên gương và ở trên kính này, thì trời mưa đó thì nước nó sẽ không có bị động và mình có thể quan sát ở phía sau rất là dễ luôn. Có nẹp chân kính này, rồi viền che mưa, có nút ra vào cửa thông minh, tay nắm mạc rơm, rồi ốp xăng mạc rơm luôn các bạn. Và ở phía sau thì viền đèn mạc rơm thì cũng được chủ xe trang bị trên cái sản phẩm Toyota Vios này rồi. Nẹp cản sau, cái này là gắn ở hãng luôn các bạn nên chất lượng của cái nẹp cản sau này khá là ok. Rồi tiếp tục gầm nhún thì hoàn toàn yên tâm nha, gầm nhún còn rất là đẹp. Xe này trang bị camera da, rồi cảm biến da, hai cảm biến da rồi cho nên là da thì cực kỳ là an tâm. Ok, mới lấy về nhưng mà đẹp, cực kỳ đẹp luôn, không bị trầy xước đâu cả. Mới 15.000 cây số, mình mua những chiếc xe lướt này về mình tiết kiệm được rất là nhiều nha các bạn, rất là nhiều chi phí. Dàn phụ kiện thì chủ xe cũng gắn rất là nhiều rồi. Mình về mình sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về phần ngoại thất của xe thì Huy mời các anh chị và các bạn cùng với Huy xem chi tiết hơn về phần nội thất bên trong của chiếc xe Toyota Vios cuối năm 2019 này. Mới có 15.000 cây số thì chất lượng nội thất bên trong nó có đẹp như phần ngoại thất bên ngoài hay không nha các bạn. Huy mời các anh chị và các bạn cùng với Huy xem về phần cốp sau. Rộng nha các bạn, Vios rất là rộng luôn.
Đây là một trong những cái điểm mà khách hàng ưa chuộng Vios nhiều, do là Vios một phần là có cái phần cốp sau rất là rộng, để được rất là nhiều đồ đó, tiện lợi. Đó, vỏ xe cua còn rất là dài luôn, dường như là chưa chạm đất luôn nha các bạn. Mới về bên Huy chưa có làm maru được, cho nên là một số chỗ nó hơi dơ tí xíu, các bạn thông cảm nha. Đây là vị trí là số khung của xe. Động cơ mới, hộp số mới, mọi thứ thì ok. Rồi tắp, phần tắp bi đó, còn rất là mới và đẹp nha các bạn. Sạch, chủ xe thì giữ cũng khá là kỹ. Đi ít, đây là da này đó, da hãng luôn nha các bạn đó. Chỉ có nhựa bóng. Vị trí để ly loa. Dưới xe, dưới chỗ bật lên xuống, chủ xe lót một cái ốp này, là ốp để tránh việc trầy xước cho cái phần này. Và thứ hai nữa, nó có cái đèn nó sáng, các bạn mình lên mình dễ bước lên, không có bị sợ bị té. Đây, cái này là cái miếng ốp để bảo vệ cái phần ốp nhựa ở trong. Cái này là ốp này của hãng luôn, cho nên là rất là đẹp, chất lượng. Ok, dưới sàn thì lót sàn Simly rồi các bạn. Đó, sàn Simly này. Sàn này sàn thì băng nỉ, chủ xe đã lót sàn Simly rồi. Còn ghế da là da xịn, da màu kem nguyên bản theo xe luôn. Đó, Vios thì rất là rộng luôn. Về cái khoảng cách từ đầu của mình cho đến trần á thì cũng khá là cao. Ở trần thì chủ xe đã bọc trần 3D rồi nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Đó, còn đi chân ở phía trước các bạn thấy không? Nó còn khá là rộng. Khoảng cách như này thì mình ngồi mình duỗi chân thoải mái rồi. Đây, thẩm sàn mới lái về chưa dọn dẹp, nhưng mà nhìn chung là xe này chủ xe đi giữ kỹ các bạn. Về mình bên mình làm maru dọn dẹp sơ lại thôi, tháo ra khử khuẩn, diệt khuẩn rồi vệ sinh ghế thể thao, tắp bị cửa, bạn thấy không, sáng trưng đẹp. Đầu DVD rồi hệ thống điều hòa thì sử dụng hệ thống điều hòa tự động. Hộp số vô cấp. Túi khí thì xe này trang bị tới 7 túi khí rồi. Những cái chế độ ổn định điện thân xe rồi khởi động bằng nút bấm start up các bạn. Này, nút bấm này. Chỉ cần bấm vào là xe đạp thắng và bấm vào có chìa khóa là xe tự động nổ. Đó, đèn trên trần rộng rãi. Nói chung là xe này thì về cái độ mới, độ rộng rãi cũng như là về chất lượng của xe thì Huy cam kết các anh chị và các bạn xem xe là thích thôi. Vì nó cực kỳ là lướt rồi. Xe mới đi được có 15.000 cây số mà. Đây, Huy quay cho anh chị và các bạn xem. Động cơ. Động cơ này là động cơ mới nha các bạn. Với hệ thống đua VVTi vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải ra môi trường, rồi cũng như là về cái công suất thì cũng khá là ok. Còn động cơ thì cực kỳ là mới luôn, 15.000 cây số. Chắc chắn là từ mồ lon con táng, mọi dắt điện rồi mọi cái phe cài, mọi thứ là còn nguyên bản hết, không khác gì ở động cơ mới. Cái này là bên Huy về làm marukuri vệ sinh lại thì các anh chị các bạn sẽ thấy không phân biệt được nó là mới hay là qua sử dụng đâu. Xe này rất là đẹp. Và hiện tại thì chiếc xe Toyota Vios phiên bản cao cấp, phiên bản 1.5G, xe cực kỳ lướt, cực kỳ chất lượng, rất là đẹp. Hiện tại thì đang được bên Huy chào bán với giá là 525 triệu nha các bạn. Một chiếc xe không khác gì so với một chiếc xe mới là bao nhiêu. Các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc xe sử dụng cho gia đình mà để tiết kiệm một chiếc xe bản cao cấp thì các anh chị và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo, cân nhắc sở hữu sản phẩm này. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị và các bạn ở những video tiếp theo.